Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Bác đang giới thiệu bác một em siêu phẩm mới về bên em, mang thương hiệu Will, full carbon và siêu nhẹ, group Shimano 1.5, vành cặp chính hãng của Funcom. Tổng trọng lượng của xe đánh giá tầm 7,8 cân, rất là nhẹ bác nhá. Và bây giờ xin mời chúng ta giới thiệu chiếc xe. Vâng, trên khung hình các bác đây là cái mẫu Will WAR model của xe. Có thể có hỏi em về những dòng xe road bike, dòng đua cao cấp siêu nhẹ thì nay em về một chiếc Will. Tổng trọng lượng của xe rơi từ 7,8 đến 8 cân. Xe rất là nhẹ. Đấy, em đánh giá dòng xe Will này nhẹ ngang với dòng Java Filosi full carbon. Tông màu chủ đạo tông màu trắng điểm chỉ đen mà đỏ trên khung xe. Đây là ba màu chủ đạo rất nổi bật trên những dòng xe sport. Dành cho bác yêu thích những dòng xe đua nhẹ, cấu hình cao. Đây là xe chính hãng của xe Newbuy.com. Tem đen. Thường các bác thấy những cái dòng xe tem đen mà đỏ thường xuất hiện trên những dòng xe xuất Âu. Đây là một trong các dòng xe Will. Bên thị trường châu Âu có sử dụng rất là nhiều. Khung carbon. Cổ phốt của Jupic. Ghi đông Ulo. Điểm nhôm siêu nhẹ. Sẽ sử dụng cái bộ tay lắc chính hãng của Shimano 1.5. Bên tay trái em, bên tay phải em sử dụng cái bên tay lắc từng đĩa cũng là 1.5. Càng carbon được đưa về phía trước, thân hình như một lưỡi kiếm. Bên trong là màu đỏ, ngoài đen. Vâng, sẽ trang bị với vành cặp chính hãng của Funcom. Vành cao cấp của dòng xe đạp thể thao thì như các biết, những dòng xe vành Funcom và Mavic đều là một hãng thương hiệu lớn về dòng xe vành cao cấp của dòng xe đạp, cho tốc độ của xe rất là bền bỉ, lực chắn gió rất là tốt hơn vành cặp Funcom. Sử dụng lốp cao cấp, lốp Ultra Sport Continental. Thì em có giới thiệu cho các bác về những dòng xe lốp cao cấp như là Continental hay là Montagu. Cái dòng lốp cao cấp vẫn còn nguyên trên xe. Lần này em về chiếc xe là size 48, size của xe trên khung xe đẩy size 48, tức là size F. Khi mà các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Đùi đĩa khoảng 1.5. Năm nghìn tám đa phần. Đặt đĩa của Shimano 1.5. Củ đề sau là củ đề 1.5. Trang bị với 11 tầng lít. Vành bạc đạn cối đổ phun phun. Củ rất là lanh. Bê đan cá nhá, bê đan của Pedosa, bê đan cá rất là cao cấp, người tuyển thủ cũng nâng cấp thêm, bê đan cá cài dày, full group chính hãng của Shimano 1.5, vành cặp chính hãng của Funcom, vành cao cấp, vành nhựa, bê đan cá, full carbon, siêu nhẹ. Tổng trọng lượng của xe 7,8 đến 8 cân. Em đánh giá chiếc Will này ngang với dòng Valava Filosi. Và cho bác ưa thích những cái dòng xe cao cấp carbon. Cọc yên carbon chính hãng của Will. Yên Will nguyên bản theo xe. Và bây giờ xin chi tiết đánh giá hoạt động của xe. Xe trang bị với 11 tầng lít, group 1.5,
lên nếp rồi, xuống nếp. Bên phải em là đùi đĩa 1.5, cạn đĩa 1.5, xong đi có 2 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa, may cối đổ gặp lại. Công tử nhập công màu đỏ đen thắng 3-1 thì là của đồng nhà thể thao support rất là thể thao. Vâng, bây giờ anh đã tổng thể xong chiếc Will WR và khung carbon cho trang bị với Group Shimano 1.5 vành cặp chính hãng cỏ full cung bê gan cá, xe tổng trọng lượng rất là nhẹ, siêu nhẹ 7 tấn 8 cân, và xe giá tốt bên em là 16.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn có cần liên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo cái kênh và hẹn gặp lại trên ngày mai.